Thì video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số nguyên nhân gây đứt sàn bê tông, ngấm sàn bê tông và làm sao để hạn chế được các vết đứt trong sàn bê tông. Thì việc đứt sàn bê tông phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và loại bê tông, như là chúng ta sử dụng bê tông tươi hay là bê tông trộn thủ công, mác bê tông là bao nhiêu, phương pháp đổ bê tông là gì, giúp đổ bằng bơm hay là đổ bằng cỏ tời vân vân, hoặc là phụ thuộc vào thời tiết. Thì trong nội dung video này mình chia sẻ kiến thức mình được học trong trường đại học và kinh nghiệm tích lũy khi đi làm thực tế. Vì vấn đề lứt sàn bê tông ấy là một vấn đề đã được khá nhiều các nhà khoa học nghiên cứu để tìm nguyên nhân cũng như là cách xử lý làm sao cho đảm bảo. Với cái sự hiểu biết nông cạn của mình ấy, thì mình mong các bạn thông cảm, và thấy nội dung nào mình chia sẻ mà chưa phù hợp hoặc là chưa đúng thì các bạn có thể góp ý để cho mình sẽ sửa chữa. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì đối với cả lứt sàn bê tông ấy, thì cá nhân mình sẽ chia ra làm 3 trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên đó chính là vết lứt xuất hiện khi mà mình đổ bê tông xong được một vài tiếng cho đến một vài ngày. Đấy, thì vết nứt này thì xảy ra chủ yếu đối với bê tông mác cao hơn mác 250 và sẽ không sử dụng bất kỳ một cái loại phụ gia đông kết chậm nào. Và vết nứt này mình thấy là gặp rất nhiều đối với cả bê tông tươi hay là bê tông trộn thủ công thì mình đều gặp cả. Và trường hợp thứ hai đó chính là sau khi mà tháo cốt pha ra thì mình nhìn thấy vết nứt ở dưới sàn, dưới đáy sàn. Và trường hợp thứ ba đó là tháo cốt pha ra thì không thấy, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình bắt đầu mới thấy. Thì các bạn, mình tạm chia thành 3 trường hợp như vậy. Thì trong video này mình sẽ giải quyết cái trường hợp đầu tiên, đó chính là đổ xong sàn được một vài tiếng này, đến một vài ngày thấy xuất hiện vết lứt trên bề mặt các bạn nhé. Thì có một số nguyên nhân chính dẫn đến vết nứt như trên. Thì nguyên nhân đầu tiên là do bê tông co ngót. Nguyên nhân thứ hai là do là trong quá trình bê tông liên kết chịu một cái lực rung lắc nào đó mà chúng ta không biết, hoặc chúng ta vô tình chúng ta tác động vào, hoặc là do là sàn bê tông của chúng ta không đủ dày, hoặc là do là cấp phối bê tông của chúng ta không phù hợp, có nghĩa là chúng ta trộn không theo cấp phối nào cả, hoặc là do trong quá trình đầm của chúng ta không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các bạn nhé. Mình có thể lấy một ví dụ như sau. Các bạn bình thường ở nhà dân mình đổ thì phần đa sẽ sử dụng ván gỗ và cây trống bằng gỗ. Thì các bác thợ sẽ thường làm theo kinh nghiệm và để khoảng cách cây trống nhất định. Thì các bác thường nói là để khoảng cách khoảng 6-70 phân là được rồi chẳng hạn thế. Nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thì ví dụ như là cây trống để quá thưa thì dẫn đến việc là khi mà chúng ta đổ bê tông có tải trọng thì cây trống của chúng ta bị biến dạng từ từ trong quá trình đổ mà chúng ta không phát hiện. Hoặc là cây trống được kê trên một cái lền nó không ổn định. Cái lền không ổn định ở đây là gì? Có nghĩa là cái lền đất yếu này, hoặc là cây trống được kê trên một cái lền mà đã đổ bê tông rồi, nhưng mà phía dưới lền đó lại không được chống cốt pha để chống truyền xuống sàn tiếp theo các bạn nhé. Thì điều này là cái điều mà khi mà đổ bê tông ấy mà ở nhà dân ấy thì chủ yếu là các bác thợ sẽ chống ở một sàn thôi, có chống ở cái sàn mình đổ thôi và không chống truyền xuống dưới, hoặc là có chống truyền để chống vết thưa. Thì cái điều này là sai nha các bạn nhé. Vì ở cái sàn bê tông phía dưới chúng ta nó có thể bị võng, và khi là chịu tải trọng cục bộ của cái cây trống nó truyền xuống ấy, thì dẫn đến cái việc cái sàn này nó có thể bị võng xuống nhiều và dẫn đến bị lứt sàn. Cái sàn được cái trống trống xuống ấy, thì cái điều này có thể giải thích cho việc là
Một số các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà khi mà tháo cốc xa ra không thấy lứt, mà bây giờ em lại thấy lứt, vô tình em thấy nó lứt thì không biết tại sao nó lứt, thì nguyên nhân có thể là như vậy các bạn nhé. Thì mình đặt vấn đề như vậy xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái trường hợp đầu tiên như sau. Thì các bạn có thể quan sát video, thì ở trong video là mình quay cho các bạn thấy là vết lứt, đó là vết lứt co ngót các bạn nhé. Đấy, vết lứt co ngót và vết lứt do cây trống bị tụt, có nghĩa là cây trống bị tụt mình không phát hiện. Thì đầu tiên ấy, thì là lứt do co ngót bê tông, thì đặc trưng của cái vết lứt này là hình dáng vết lứt là nó không theo một cái quy luật nào cả, nó lứt rất chi là buồn cười, chỗ nào lứt được, lứt như thế nào cũng được, và vết lứt có thể xuất hiện ở bất kỳ một cái vị trí nào ở trên sàn các bạn nhé, bất kể chỗ nào cũng lứt, có thể ở trên mặt rầm cũng lứt, có thể ở vị trí dày mỏng đều lứt. Thì nếu mà sàn của chúng ta mà là sàn hai lớp thép ấy, thì vết lứt này nó sẽ ưu tiên xuất hiện là dọc theo cái cây thép ở phía trên nhất các bạn nhé. Có cây thép nào ở trên cùng nhất thì vết lứt nó sẽ lứt theo cái thép đó. Vết lứt này ấy, thì nó có thể là xuyên thấu qua cái sàn bê tông. Khi mà chúng ta mà ngâm nước ở cái sàn bê tông thì có thể thấy ngấm nước phía dưới các bạn. Thì nguyên nhân chính của cái lứt do co ngót này đó là do trong bê tông là thừa quá nhiều nước, hoặc là bê tông của chúng ta mất nước quá nhanh. Thì trong bê tông thừa nhiều nước có nghĩa là mình trộn bê tông không theo một cấp phối nào cả, có nghĩa là khi trộn cho quá nhiều nước vào, hoặc là đối với trường hợp mà chúng ta mà đổ bê tông tươi thì chúng ta lại trong quá trình đổ bằng bơm mà chúng ta lại bơm thêm nước vào để chúng ta cho dễ bơm và dễ làm mạch. Thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn về vấn đề là chọn bê tông tươi và bơm bê tông tươi làm sao để cho nó đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng tốt nhất nhé. Các bạn mà xem trong video đó mình hướng dẫn ấy, thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ có khái niệm nhìn khác về bê tông tươi và sẽ sử dụng bê tông tươi nhiều hơn, và chắc chắn là sẽ hạn chế được các vết lứt rất chi là nhiều. Thì để khắc phục được cái vấn đề lứt do co ngót thì chúng ta phải trộn bê tông theo một cấp phối được thiết kế, ví dụ như trạm trộn thì đều có cấp phối thiết kế cả. Còn đối với cả nhà dân ấy, thì trộn thủ công ấy, thì chúng ta còn nên lên mạng chúng ta tham khảo lựa chọn một cái cấp phối hợp lý nhất với mình. Thì quy định có ghi rất rõ ràng là đối với mác bê tông một cao hơn 100 là yêu cầu phải có thiết kế cấp phối đấy. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Và khi mà trộn đấy, thì chúng ta cần đo đong đếm chuẩn, không bơm thêm nước vào trong quá trình đổ bê tông. Và chúng ta nên đổ bê tông vào mùa đông hoặc những ngày mà thời tiết nó mát mẻ. Lý do tại sao đổ mùa đông ấy là để cho là cái phản ứng thủy hóa của bê tông nó diễn ra chậm lại, hạn chế nhiệt độ trong bê tông để hạn chế sự bay hơi nước. Hoặc là chúng ta phải có bạt, ly lông che phủ sàn chúng ta vừa đổ và bảo dưỡng bê tông bằng nước sạch phun thường xuyên và liên tục. Thì tùy theo thời tiết, ví dụ như là nắng nóng hay là mưa ẩm thì chúng ta có kế hoạch bơm nước làm sao cho nó phù hợp các bạn nhé. Hoặc là đối với cả sàn bê tông của chúng ta mà đổ bằng sàn gỗ thì chúng ta phải có bạt dải phía dưới hoặc là có ly lông dải phía dưới để tránh hiện tượng là mất nước trong bê tông. Vấn đề lứt thứ hai là lứt do có một lực rung lắc, hoặc là trong quá trình chúng ta đổ bê tông ấy, cái ván chống hoặc là cây chống cốt pha của chúng ta nó không ổn định các bạn nhé. Thì đặc trưng của vết lứt này nó là xuất hiện quanh ở vị trí cái cây chống nó không ổn định, hoặc là đối với cả một hệ cây chống không ổn định ấy, thì nó có thể lứt dài theo cái hệ thống đó và nó khiến chúng ta lầm tưởng rằng là vết lứt này là vết lứt của kết cấu, nhưng không phải. Bởi vì khi chúng ta mà đang thi công mà xuất hiện vết lứt, kết cấu của chúng ta chưa phải làm việc thì chúng ta có thể loại bỏ ngay được phương án là lứt do kết cấu thép của chúng ta có vấn đề các bạn nhé.
thì chúng ta phải hết sức lưu ý cái vấn đề này. Thì để cái xử lý cái vấn đề này thì chúng ta cần phải lắp các cái thanh giằng dọc và giằng ngang để đảm bảo cây trồng chúng ta luôn chắc chắn và ổn định. Đối với những trường hợp mà cây trồng quá thưa thì chúng ta phải bổ sung thêm cây trồng và chúng ta phải gia cố thêm một cái lền ở phía dưới cây trồng để đảm bảo cho cái lền chúng ta nó cứng tuyệt đối các bạn nhé, gọi nó không võng, không rung lắc, không lên không xuống đấy. Thì hiện nay ấy, chúng ta có hai phương pháp đổ bê tông chính, đó là bơm bằng bơm tĩnh hoặc bơm cần, hoặc là chúng ta sẽ dùng tời cỏ. Thì cả hai cái trường hợp này thì chúng ta đều có một cái tải trọng ngang rất lớn, nên là nó hoàn toàn làm xô lệch cái cây trồng cốt pha của chúng ta. Vậy nên là trong quá trình đổ ấy, thì tốt nhất là những gia đình luôn cử người có kinh nghiệm và có hiểu biết trực cốt pha và cây trồng phía dưới để kịp thời phát hiện những cái sự chuyển vị hoặc là những cái vấn đề để chúng ta có kịp thời xử lý những cái sự cố đó. Và lưu ý là khi đổ bê tông xong ấy, khi mới đổ xong thì chúng ta hạn chế đi lại gây chấn động cho cái sàn bê tông các bạn nhé. Thì hiện nay ấy, là rất nhiều các gia đình là nhận khoán thì thợ người ta sẽ nghỉ, khi mà đổ bê tông xong người ta sẽ nghỉ 1 2 ngày và người ta đến tiến hành người ta làm ấy. Thì khi người ta đến làm thì người ta sẽ ghép cốt pha là đổ cột bê tông ở tầng trên, thì phần đa cái vỏ cốt pha của chúng ta là bằng vỏ thép, nó rất nặng, mà trong quá trình vận chuyển người ta không có ý thức giữ gìn gì cả, thành ra dẫn đến việc là cái sàn bị rung động rất lớn, thì cái đó cũng ảnh hưởng đến quá trình liên kết bê tông và nó có thể gây ra vết nứt các bạn nhé. Thì vết nứt này nó có thể xuyên thấu, gọi nứt từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, hoặc có thể nứt nhỏ chúng ta không phát hiện nhưng mà khi có nước thì chúng ta sẽ thấy nó bị ngấm và bị thấm, và chúng ta lầm tưởng rằng là do chúng ta đầm không kỹ, nhưng không phải. Thì các bạn hết sức lưu ý là khi mới đổ xong sàn bê tông thì chúng ta sẽ hạn chế đi lại và hạn chế gây ra những cái rung động nha các bạn nhé. Và một cái điểm lưu ý nữa với các bạn này là khi mà thấy vết nứt xuất hiện ở trên sàn bê tông ấy, trong khoảng là 4 tiếng ấy, sau khi mà chúng ta đổ bê tông xong, đối với bê tông thường, gọi bê tông không sử dụng một loại phụ gia đông kết nhanh gì cả, thì chúng ta có thể dùng đầm để đầm lại và chúng ta đánh lại bề mặt của bê tông các bạn nhé. Thì điều này không hề làm ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông đâu các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là khi mà chúng ta thấy là cái sàn này tôi bị lứt này, thì các bạn hoàn toàn có thể là lấy đầm nên đầm lại, và nếu mà thấy nó khô quá thì các bạn hoàn toàn có thể hòa lớp xi cộng với xi ca latex hoặc một loại phụ gia nào đó, chúng ta có thể cho lên bề mặt để chúng ta đầm lại và làm lại mặt. Nếu mà ở nhà mà chúng ta không có các cái phụ gia đặc biệt thì chúng ta có thể hòa lớp xi măng thông thường thôi, chúng ta cho lên bề mặt để chúng ta có thể làm lại mặt thì hoàn toàn được các bạn nhé. Và lưu ý là khi mà thấy xuất hiện vết nứt thì chúng ta nên đầm lại bê tông các bạn nhé, để tránh hiện tượng là vết nứt xuyên thấu sau này có thể gây ngấm và dột, nhất là đối với các khu vực mà ngoài trời hoặc là khu vực vệ sinh các bạn nhé. Thì mình sẽ gọi đây là phần 1 để giải quyết cái trường hợp đầu tiên. Thì hôm sau mình sẽ làm tiếp video nói về hai trường hợp còn lại, và về trường hợp là khi mà đủ tuổi để bê tông đủ tuổi để mà tháo ván khuôn mà thấy vết nứt phía dưới, thấy ngấm ướt ở phía dưới các bạn nhé. Thì các bạn xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, và chia sẻ video giúp mình để nhiều bạn khác cũng biết đến. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Giúp mình để nhiều bạn khác cũng biết đến. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.